Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã tiếp tục trở lại theo dõi kênh của My. Video này My xin chia sẻ một cái giải đáp thắc mắc cho một bạn tên là TK. Thì bạn có nhắn tin cho My, bạn hỏi rằng là lưng của mình như bị bấu chặt, bị mỏi vai và cái gì đó vân vân ở phía sau, nhưng mà My không có đọc được hết, không có đọc được hết, tại vì không biết sao á, mi mở thì lại không được. Có thể là bạn đã xóa hay là sao thì mi không biết, mi chỉ đọc được có đến đây thôi. Và nếu mà cái giải đáp thắc mắc này của mi mà vẫn chưa có giúp ích được cho bạn, bạn vẫn chưa cảm thấy là thỏa mãn được cái thắc mắc của mình, thì bạn có thể gửi câu hỏi trực tiếp vào cái Messenger của My, là chữ A lớn, M y ngắn, chữ L lớn, UU Amilu, giống như là cái tên của cái kênh My đó là Amilu, và mở ngoặc ra là 1986. Thì đó là cái Facebook của My, thì My sẽ giải đáp thắc mắc trực tiếp ở trên cái Messenger đó. Và như mà bạn nói á, thì có thể là bạn đang có vông theo, bạn đang có vông theo thì phải. Thì khi mà mình bị người âm theo á, thì tự nhiên là mình sẽ cảm nhận được các bạn, tại vì mình là người dương, cái điện dương của mình với cái điện âm mà nó chập lại với nhau á, thì mình sẽ bị giống như là mình bị nặng vai nè, nặng vai, mỏi vai, và cái phần cổ, phần gáy của mình nó giống như là nó bị lạnh nè, cái sống lưng mình bị lạnh, cái lưng của mình nó cảm thấy là nó lạnh và nó mệt mỏi, nó uể oải. Mà mình cảm nhận được là giống như là có cái người theo mình vậy đó, mình cảm nhận được cái điều đó rất là rõ luôn. Thì nếu mà những người mà có giác quan thứ sáu mạnh đó, thì mình sẽ biết được, là mình chắc chắn được là mình đang bị vong theo ha, mình đang bị hương linh theo. Thì My không biết là cái trường hợp của bạn là vong này có phải là bạn bị bùa, hay là bạn bị một cái vong ở trong nhà, hay là một cái vong mà tình cờ mình đi đường á, mình đi đường thì người ta hợp với mình, hoặc là mình cũng có cái quan trái gì với người ta đó thì người ta mới theo mình. Các bạn thật sự là những cái vong linh mà họ theo mình, thì có thể là những cái kiếp trước mình đã có từng gặp họ và có cái quan trái gì với họ đó thì họ mới được theo mình. Chứ nếu mà họ theo mình vô cớ thì họ sẽ bị phạt, bị quở rất là nặng. Cho nên là không có phải là ngẫu nhiên mà họ theo mình đâu. Cho nên My không biết trường hợp của bạn là trường hợp gì, tại vì bạn comment vào cái video là quá giải, cách quá giải bùa chú của My, thì My không biết là bạn phải là bị do vong từ âm binh, của âm binh thầy bùa theo, hay là bạn bị một cái vong tình cờ gì đó. Và thậm chí là ở trong gia đình của chúng ta, ở trong nhà của chúng ta cũng có rất là nhiều vong, nhà ai cũng có vong hết các bạn. Mình gọi là hương linh đó, chứ mình đừng gọi vong. Thì hương linh thì ở đâu cũng có, ở ngoài đường cũng có, ở trong nhà cũng có. Mặc dù là ở nhà của mình ở mình thờ cúng ông bà, thì cũng có thể là ông bà của mình, nhưng mà thường người thân của mình thì họ sẽ không có tác động vào mình như thế đâu. Hoặc là nếu mà có đi chăng nữa thì có thể là họ muốn báo cho mình biết, nếu mà trường hợp là người thân của mình đó ha, thì họ muốn báo cho mình biết là họ đói, họ muốn được mình cúng cơm. Thì My hay nói là mình phải cúng thí thực mỗi ngày đó. Mình đừng có nghĩ là ông bà mình chết lâu rồi là sẽ được siêu thoát đâu. Không có dễ dàng để siêu thoát như thế đâu các bạn. Cho nên là buộc mình phải cúng. Nhiều khi là ông bà mình nó 1 năm mình cúng giỗ 1 lần vẫn không đủ. Vẫn không đủ. Hoặc là có những cái vong người lạ mà họ ở trong nhà mình, họ họ đòi mình cúng cơm ha, mà họ không biết làm như thế nào thì họ cứ đeo thêm mình thôi. Nè Ừ, nè để tôi làm việc chút chút ớt chút. rồi Cho nên là My không biết là bạn là cái trường hợp nào. Cho nên nếu mà cái thắc mắc này của bạn mà My giải đáp không phù hợp, thì bạn có thể nhắn tin riêng cho My. Và
khi mà mình cứ thử nhiều cách. Bạn đã làm những cái cách mà Mi hướng dẫn ở trong cái video là cách giải bùa chú hay chưa? Thì bạn có thể là bạn nên cúng thí thực nè, mình cho họ ăn. Thì sắp tới là Mi sẽ có cái hướng dẫn cúng thí thực, mình có cái bài kinh cúng thí thực ha, mình đọc cho họ nghe để cái tâm của họ mềm, họ hiểu ra được là họ không có nên phá như vậy thì họ sẽ có tội nhiều. Rồi mình cúng thí thực thì mình đọc cái bài kinh đó xong thì mình cũng mở cái video để mà cho họ sám hối ha. Những cái video của bên Thiền Tông Phật Quang đó thì có rất là nhiều video cầu nguyện sám hối vân vân. Thì thường á các bạn thì hương linh á họ cũng thích nghe những cái video của những cái vị thầy chân sư mà nó giúp cho họ truyền cái cảm hứng của họ, họ cảm được cái vị chân sư đó là vị chân sư có đức đức cao vọng trọng hay không. Thì khi mà mình bắt đúng những cái video đó thì các hương linh họ cũng bị chiêu cảm. Cho nên là sau khi mà mình cúng thí thực xong thì mỗi ngày á bên cạnh mà bạn lại Phật, bạn sám hối cho bản thân mình nhẹ nghiệp, và khi mà mình lại như thế á, thì hương linh họ sẽ sợ Phật và họ cũng sẽ xuất ra ha, họ cũng sẽ xuất ra, họ làm cho cái tâm mình nó được an hơn. Từ từ mình phải nương theo Phật thì mình mới thoát được. Rồi sau đó thì các bạn cứ mở những cái bài giảng đi, những cái bài giảng của sư phụ Rồi. My đó, rồi bạn cứ mở đó, bạn nghe hay không không có không sao hết, bạn cứ mở liên tục như thế ha. Rồi cho hương linh họ cũng nghe, họ nghe hết đĩa này đĩa này, đĩa kia về những cái đĩa nhân quả vân vân đó, thì họ nghe họ thấm thì từ từ cái tâm họ sẽ chùng lại, rồi họ sẽ bớt bớt phá mình hơn, bớt làm phiền mình hơn. Rồi bên cạnh đó là mình phải cúng thí thực mỗi ngày, mình cúng thí thực mỗi ngày ha. Rồi khi mà mình lại sám hối Phật ha thì mình cũng phát nguyện là mình cầu xin Phật gia hộ cho những cái hương linh mà họ đang đi theo con đó, thì họ được về chùa mà có các vị chân sư để họ tu tập, họ nương theo chánh pháp để mà họ siêu thoát, họ làm phước và đền ơn Phật đó. Mình phải cầu nguyện như thế thì họ từ từ họ thấy mình cho họ ăn nè, rồi mình còn cầu nguyện giúp họ nữa. Thì mình lấy cái ơn, mình lấy cái đức để mà mình báo quán thì họ sẽ không có phá mình, nhưng mà phải mất thời gian, phải mất thời gian. Còn nếu mà bạn cảm thấy là bạn không đủ sức bạn làm thì bạn nên đến tìm sư phụ của My là thượng tọa, tiến sĩ thượng tọa Thích Chân Quang. Thì thầy có những cái lịch trình mà đi giảng ở các tỉnh đó, thì mình đến để mà mình nhờ thầy gờ đầu chú nguyện cho mình sờ đầu, thì bạn sẽ cảm thấy là nhẹ nhàng hơn nếu mà bạn cảm thấy là bản thân bạn quá sức. Rồi cái việc cúng thí thực á là cái việc mà chúng ta phải làm ha, suốt đời suốt đời, tùy cái duyên của mình mà một tuần mình cúng bao nhiêu ngày vân vân. Rồi bên cạnh đó là bạn cũng cố gắng bạn tập khí công nguyên pháp để làm tăng cái chân âm của bạn ha. Thì cái những cái bài tập khí công của Thiền Tôn Phật Quang thì bạn có thể search trên YouTube, và My cũng có hướng dẫn ở trong một số video. Rồi bên cạnh đó thì bạn cũng nên chuyển qua cái việc bạn phải ăn chay, để bạn bớt cái nghiệp sát sanh của mình ha, và mình ăn chay để cho cái tâm của mình thanh tịnh đó, mình giữ được cái âm đức của mình. Rồi mình phải thường xuyên mình khởi lên cái lòng từ bi là mình thương họ ha, mình thương họ. Giống như có những lúc đó là mình cứ trò chuyện mình khởi cái ý nghĩ là mình thương họ vì họ đang tạo tội nghiệp mà họ không biết, họ quấy phá mình như thế, thì mình khởi tâm là mình thương họ, nguyện trải lòng từ bi thương yêu hết tất cả chúng sanh đó. Mình cứ nhớ là mình khởi lên cái tâm đó, rồi bắt đầu cái cách mà bố trí bàn thờ Phật của mình cũng như thế, nó cũng ảnh hưởng đến cái phong thủy ở trong gia đình của mình. Thì bạn hãy xem lại trong cái cách thờ trí bàn thờ Phật của bạn xem là nó có sai ở chỗ nào hay không đó. Thì khi như thế á, thì mình lại Phật á, thì Phật mới mới linh được mình, mới Phật mới gia hộ cho mình để mà mình giải nghiệp được. Rồi bên cạnh đó là bạn cũng phóng sanh thả cá nè, đóng góp từ thiện và mình cúng dường chân sư.
Nè. À, cúng dường chân sư, rồi sau đó mình cũng hồi hướng cho họ là mong cho cái hương linh nào mà đi theo con á, thì nhờ cái phước mà con đã làm á, thì hồi hướng cho họ là được siêu thoát, hoặc họ được phép họ về những cái chùa mà có các vị chân sư để họ nương tựa, họ tu tập đó, thì họ sẽ tự động họ rời đi. Mình làm những cái cách mà nó từ bi như thế để cho cái duyên này, cái nghiệp mà bất thiện nghiệp này của bạn và người đó nó được xóa hẳn hoàn toàn ha, chứ nó không có những cái khó chịu mà họ đi mà mình dùng thầy bùa mình trấn yểm họ là họ sẽ là quan trái nhiều ha, và thậm chí là mình sẽ phải trả giá nhiều hơn đó. Và nếu mà cái lời giải đáp này của My bạn vẫn chưa có giúp ích được cho bạn, thì bạn hãy liên hệ trực tiếp cái Messenger của My, hoặc là bạn comment tiếp vào cái video này, thì My sẽ theo dõi và My trả lời cho bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi và hẹn gặp